Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vì Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Phượng cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Lược thuật các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi cuộc gặp gỡ cầu nguyện hòa bình tại Berlin. Thủ tướng Scholz nói tại cuộc họp của cộng đồng San Egidio ở Berlin vì hòa bình công chính cho Ukraine mà cung cấp vũ khí. Tiến sĩ George Weigel cho rằng sứ mệnh của Đức Giáo Hoàng ở Mạc Tư Khoa bị hướng dẫn sai lầm. Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin khác. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi cuộc gặp gỡ cầu nguyện hòa bình tại Berlin. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi mọi tín hữu và những người thiện chí đừng cam chịu chiến tranh, nhưng hãy dám táo bạo, can đảm, dấn thân cho hòa bình. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp gửi các tham dự viên cuộc gặp gỡ quốc tế cầu nguyện cho hòa bình do Cộng đồng Thánh Egidio tổ chức từ ngày 10 đến chiều ngày 12 tháng 9 vừa qua tại Berlin, thủ đô Đức, với sự tham dự của các vị lãnh đạo tôn giáo, nhiều nhân vật chính trị và xã hội. Hàng ngàn người đã có mặt tại buổi kết thúc diễn ra tại cổng Brandenburg, nơi đánh dấu sự sụp đổ của bức tường Berlin, mở ra những viễn tượng mới, tự do cho các dân tộc, đoàn tụ các gia đình, hy vọng một nền hòa bình mới cho xã hội sau chiến tranh lạnh. Đức Thánh Cha nhận định rằng, rất tiếc là trong những năm qua, người ta không xây dựng trên niềm hy vọng mới ấy, nhưng trên những lợi lộc riêng và trên sự nghi kỵ đối với người khác. Và thế là, thay vì phá đổ các bức tường, người ta dựng lên bao nhiêu bức tường khác, từ bức tường tới chiến hào, thật là ngắn ngủi. Ngày nay, chiến tranh vẫn còn tàn phá tại quá nhiều nơi trên thế giới, và tại Âu Châu là nơi đất nước Ukraine, một cuộc xung đột kinh khủng, không có dấu hiệu kết thúc, với chết chóc, người bị thương, đau thương, tản cư và tàn phá. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, đứng trước tình trạng đó, ta không thể cam chịu. Cần một cái gì hơn nữa? Cần thái độ can đảm, táo bạo, hòa bình. Đó cũng là trọng tâm cuộc gặp gỡ của anh chị em. Óc thực tiễn vẫn không đủ. Những cú xét chính trị, những khía cạnh chiến lược hiện nay không đủ. Cần cái gì hơn nữa? Vì chiến tranh đang tiếp diễn, cần can đảm dẫn thân cho hòa bình, cần thay đổi, mặc dù có những chướng ngại và khó khăn khách quan. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, sự táo bạo hòa bình đặt câu hỏi cách riêng cho các tín hữu, nơi họ sự táo bạo ấy biến thành kinh nguyện để khẩn cầu trời cao, điều mà dường như không thể đạt được trên trái đất. Sự kiên trì cầu nguyện là hình thức đầu tiên của sự táo bạo. Chúng ta đừng sợ trở thành những người đầu tiên ăn xin hòa bình. Hiệp với các anh chị em thuộc các tôn giáo khác và tất cả những người không cam chịu sự không thể tránh được của các cuộc xung đột. Tôi hiệp với anh chị em trong việc cầu nguyện cho sự chấm dứt các chiến tranh và chân thành cảm ơn anh chị em vì những gì anh chị em đang làm. Và Đức Thánh Cha kết luận, cần tiến bước để vượt qua bức tường bất khả, được dựng lên trên những lý lẽ có vẻ không thể phi bác được. Trên ký ức, bao nhiêu đau khổ quá khứ và những vết thương sâu đậm đã phải chịu. Đó thật là điều khó khăn, nhưng không phải là không thể. Không gì là bất khả đối với các tín hữu đang sống sự táo bạo của kinh nguyện hy vọng. Và đó cũng không được trở thành điều bất khả đối với các nhà chính trị, đối với các vị hữu trách và các nhà ngoại giao. Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình, không mệt mỏi, tiếp tục gõ cửa với tinh thần khiêm tốn và kiên trì. Gõ cánh cửa luôn mở rộng của con tim Thiên Chúa và những cánh cửa của con người. Chúng ta hãy cầu xin cho những con đường được mở ra, nhất là cho Ukraine yêu quý đang chịu đau thương. Thủ tướng Scholz nói tại cuộc họp của cộng đồng San Egidio ở Berlin vì hòa bình công chính cho Ukraine mà cung cấp vũ khí.
Đức ngày nay là một quốc gia dang rộng bàn tay với niềm tin sâu sắc nhất đối với những ai mạnh dạn tìm kiếm hòa bình. Điều này đã được Thủ tướng Liên bang Đức Olaf Scholz nói hôm 12 tháng 9 tại diễn đàn Sự táo bạo của hòa bình cùng với Chủ tịch San Egidio Marco Impagliazzo vào ngày cuối cùng của cuộc họp quốc tế do San Egidio thúc đẩy ở Berlin. Ngày nay, có lẽ không ai ở Âu Châu mong muốn hòa bình nhiều như người Ukraine. Ông nhấn mạnh, mỗi ngày họ bảo vệ tự do, quê hương, mạng sống của mình trước sự say sưa quyền lực mù quáng và đế quốc của những kẻ thống trị Điện Cẩm Linh. Theo Show, kế hoạch hòa bình mà Tổng thống Zelensky đang thúc đẩy trên toàn thế giới thể hiện rõ ràng niềm khao khát hòa bình này. Đồng thời, chúng ta phải đề phòng các giải pháp giả mạo chỉ có từ hòa bình trong tên của chúng. Hòa bình mà không có tự do thì gọi là áp bức, ông nói tiếp. Hòa bình không có công lý được gọi là độc tài. Vì lý do này, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ lời kêu gọi của Ukraine về một nền hòa bình công bằng, tôn trọng các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Điều đó tôn trọng các nguyên tắc toàn vẹn lãnh thổ và độc lập. Đây là lý do tại sao chúng tôi hỗ trợ những người đàn ông và phụ nữ Ukraine bảo vệ quê hương của họ. Chúng tôi cũng làm điều đó bằng cách cung cấp vũ khí cho họ. Quyết định này không hề dễ dàng đối với chúng tôi và chúng tôi không xem nhẹ nó, Thủ tướng Đức nói thêm. Chính vì chúng tôi biết tác động của vũ khí mà chúng tôi cung cấp, nên chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ và liên tục kiểm tra rất cẩn thận những gì cần thiết và những ai phải chịu trách nhiệm trong tình hình hiện tại. Theo Olaf Scholz, luật pháp phải khắc phục bạo lực, chứ không phải ngược lại. Bất kỳ quan điểm nào khác sẽ dẫn đến sự công nhận quy luật của kẻ mạnh nhất. Và chúng tôi đã biết rất rõ con đường này dẫn đến đâu qua nhiều thế kỷ bị khai thác thuộc địa và tàn phá do chiến tranh. Đối với tôi, điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine thực hiện quyền tự vệ của mình chừng nào còn cần thiết. Tôi cho rằng điều đó là cần thiết không chỉ từ quan điểm chính trị và chiến lược, mà còn về mặt đạo đức hòa bình. Bởi vì việc bảo vệ sự tồn vong của mình trước kẻ xâm lược là điều kiện tiên quyết để một Ukraine độc lập và tự do tìm thấy hòa bình và để giới lãnh đạo Nga sẵn sàng đàm phán thực sự. Thủ tướng Đức nói thêm, thực tế này phải là điểm khởi đầu cho việc tìm kiếm hòa bình của chúng ta. Gần đây, với sự hỗ trợ của chúng tôi và của nhiều quốc gia thân thiện khác, Ukraine đã có thể ngồi vào bàn đàm phán với các quốc gia Á Châu, Phi Châu và Mỹ Latin, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Ai Cập, Ả Rập Saudi và Brazil. Scholz nhấn mạnh, chúng ta hiện đang cùng nhau phát triển các khía cạnh khác nhau của công thức hòa bình ở Ukraine và các nguyên tắc cho một giải pháp hòa bình. Điều đó không đơn giản cũng như do những nhận thức khác nhau mà chúng ta có về thế giới, về cuộc chiến ở Nga. Nó làm mất thời gian và công sức. Thời gian đáng tiếc là chúng ta không có, vì Nga vẫn tiếp tục ném bom, tra tấn và giết hại ở Ukraine trong thời gian này. Show kết luận. Nhưng cho dù thời gian có cấp bách đến đâu, Đức Thánh Cha Francisco đã đúng khi mô tả công việc vì hòa bình là công việc của những nghệ nhân kiên nhẫn. Đó là một mô tả thực sự phù hợp. Cuối bài phát biểu của mình, Thủ tướng Scholz đã trả lời các câu hỏi của một số người tham gia diễn đàn diễn ra tại trụ sở ASICA ở Paris-Place trước cổng Brandenburg. Lập trường của Thủ tướng Scholz mâu thuẫn gay gắt với lập trường của nhà sử học Andrea Riccardi, là người sáng lập cộng đồng San Egidio. Trong một cuốn sách gần đây có nhan đề Tiếng kêu của hòa bình, và trong sự kiện ra mắt cuốn sách này ngày 4 tháng 7, ông và các diễn giả khác đã hô hào việc chấm dứt tức khắc các viện trợ vũ khí cho Ukraine và lên án chủ nghĩa dân tộc dưới bất kỳ hình thức nào, và tuyên bố những khái niệm như bản sắc dân tộc và biên giới là có thể thay thế được. Nói về bản sắc dân tộc và biên giới, được họ mô tả là một sự khiêu khích đối với những người hàng xóm. Các diễn giả nói rằng, chiến tranh luôn là sự tàn sát vô nghĩa và không bao giờ dẫn đến giải pháp. Nhưng không có sự lên án đạo đức nào đối với cuộc tấn công vô cớ của Nga và Ukraine, cũng như những hành động chiến tranh tàn bạo của nước này trong những tháng sau đó.
Không ai nói bất cứ điều gì về nghĩa vụ đạo đức chính đáng của một quốc gia phải bảo vệ công dân của mình chống lại một kẻ xâm lược nguy hiểm. Tiến sĩ George Weigel, sứ mệnh của Đức Giáo Hoàng ở mạc tư khoa bị hướng dẫn sai lầm. Tiến sĩ George Weigel là thành viên cao cấp của Trung tâm Đạo đức và Chính sách Công cộng Washington và là người viết tiểu sử Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Trên tờ Wall Street Journal, ông vừa có bài viết nhan đề A Misguided Papal Mission in Moscow, nghĩa là một sứ mệnh của Đức Giáo Hoàng ở mạc tư khoa bị hướng dẫn sai lầm. Với tiểu tựa, một nền hòa bình công bằng không thể đạt được bằng cách coi hai bên trong cuộc chiến này là như nhau về mặt đạo đức. Nguyên bản tiếng Anh có thể xem tại đây. Dưới đây là bản dịch toàn văn sang Việt ngữ. Vào tháng 4, khi được hỏi về cuộc chiến ở Ukraine, Đức Thánh Cha Francisco đã đưa ra một số thông tin. Vatican đang thực hiện một sứ mệnh hòa bình bí mật. Ngay sau đó, Đức Giáo Hoàng đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Matteo Zuppi của Bologna, một ứng cử viên trong mơ của Đức Giáo Hoàng về những người công giáo cấp tiến, làm đặc sứ của Ngài cho dự án này. Mặc dù mục tiêu của sáng kiến đó chưa bao giờ được làm rõ, nhưng một buổi giới thiệu sách gần đây ở Roma, cũng như cuộc gặp đầu tiên của Đức Hồng Y Zuppi ở mạc tư khoa, đã đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về những ý tưởng thông báo cho ý định đó và những tác động có thể có của nó. Sự kiện ngày 4 tháng 7 đã tôn vinh Andrea Riccardi, một nhà sử học, ứng cử viên tổng thống đầu tiên của Ý và là tác giả của một cuốn sách mới, Tiếng kêu của hòa bình. Ông Ricardo là người sáng lập cộng đồng Sant'Egidio, một nhóm công giáo, chủ yếu là giáo dân, được biết đến với công việc giúp đỡ người nghèo, niềm đam mê đối với các cuộc gặp gỡ đại kết và liên tôn, và những bước đột phá của nhóm vào chính trị toàn cầu. Có mặt để phát biểu trong dịp này là Donatella di Cesare, một nhân vật quen thuộc trên truyền hình Ý và là người truyền tin trung thành cho tuyên truyền của mạc tư khoa. Người đã tuyên bố rằng vụ đánh bom một bệnh viện nhi của Nga chưa bao giờ xảy ra và vụ thảm sát trong rạp hát là một trò lừa bịp. Vừa trở về từ chuyến đi đến mạc tư khoa, Đức Hồng Y Zuppi cũng đã phát biểu chắc chắn là do mối quan hệ lâu năm của Ngài với Sant'Egidio và mối quan hệ với các nhà lãnh đạo của nó. Trong suốt buổi thuyết trình, nhóm đã đưa ra một số chủ đề mang tính hướng dẫn và đáng chú ý là tránh những chủ đề khác. Họ phản đối chủ nghĩa dân tộc dưới bất kỳ hình thức nào và tuyên bố những khái niệm như bản sắc dân tộc và biên giới là có thể thay thế được. Nói về bản sắc dân tộc và biên giới được mô tả là một sự khiêu khích đối với những người hàng xóm. Người ta nói rằng chiến tranh luôn là sự tàn sát vô nghĩa và không bao giờ dẫn đến giải pháp. Ngược lại, không có sự lên án đạo đức nào đối với cuộc tấn công vô cớ của Nga vào Ukraine, cũng như những hành động chiến tranh tàn bạo của nước này trong 16 tháng sau đó. Không ai nói bất cứ điều gì về nghĩa vụ đạo đức chính đáng của một quốc gia phải bảo vệ công dân của mình chống lại một kẻ xâm lược nguy hiểm. Đức Hồng Y Zuppi đã nhấn mạnh rằng Đức Thánh Cha không bổ nhiệm Ngài làm người hòa giải giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, những nhận xét của Ngài về lịch sử trong một phòng thí nghiệm phức hợp và sự phản đối của các diễn giả khác đối với các phân tích địa chính trị một chiều cho thấy rằng cả Ngài và ông Riccardi và cộng đồng Sant'Egidio đều không nắm bắt được bản chất địa chính trị hoặc đạo đức của cuộc chiến. Sant'Egidio từ lâu đã mong muốn trở thành một cơ quan phụ trợ phi chính phủ hoặc thậm chí là một sự thay thế cho phủ quốc vụ khanh tòa thánh về phương diện ngoại giao của Đức Giáo Hoàng. Cộng đồng đã làm công việc hữu ích ở Mozambique vào đầu những năm 1990 khi làm trung gian giải quyết xung đột vũ trang giữa các đối thủ chính trị. Tuy nhiên, tình hình ở Ukraine lại hoàn toàn khác. Cuộc tấn công của Vladimir Putin là một cuộc chiến tranh xâm lược thuộc địa mới. Ukraine có quyền bảo vệ chủ quyền và bản sắc dân tộc của mình, là những điều mà người Nga đã đe dọa xóa sổ. Khi sứ mệnh hòa bình của Đức Giáo Hoàng được triển khai cho đến nay, Sant'Egidio dường như đã áp đặt khái niệm giải quyết xung đột là đối thoại giữa hai bên đối xứng về mặt chính trị và đạo đức. Với Sant'Egidio là người hòa giải và một tình huống mà đường lối đó không thể thành công. Hơn nữa, một trong những rủi ro lớn của nó là nó củng cố vị thế chính trị quốc tế của ông Putin
bằng cách làm cho những tuyên bố của ông ta có vẻ hợp lý. Cuộc gặp gỡ của Đức Hồng Y Zuppi với Đức Thượng Phụ Kirill được diễn ra theo vở kịch Saint Egidio về cuộc đối thoại đại kết sền sệt. Thượng Phụ người Nga nói rằng, ông rất vui với sự xuất hiện của Đức Hồng Y và mô tả cuộc gặp gỡ là một trong những cuộc gặp gỡ anh em. Tuy nhiên, một năm rưỡi qua đã chứng minh rõ ràng rằng cựu nhân viên KGB này không phải là một nhà lãnh đạo tôn giáo mà là một công cụ vô đạo đức của Điện Cẩm Linh. Thượng phụ Kirill đã tuyên bố một cuộc chiến tranh phi nghĩa, hứa hẹn phần thưởng trên trời cho những người lính Nga chết trận ở Ukraine và làm mọi thứ trong khả năng của mình để củng cố quyền lực của ông Putin ở Nga. Đức Thánh Cha Francisco từng cảnh báo Thượng phụ Kirill đừng trở thành cậu bé giúp lễ của ông Putin. Nhưng kể từ đó, ông ta đã vượt qua chế độ thần quyền để phục vụ với tư cách là người hỗ trợ tôn giáo cho nhà độc tài Nga. Vậy thì tại sao phái đoàn hòa bình của Vatican lại đối xử với một người đã chúc lành cho cuộc chiến tranh diệt chủng, như thể ông ta là một giáo sĩ thực sự? Làm thế nào mà việc tham gia vào lời dối trá đó có thể thúc đẩy sự nghiệp hòa bình? Hãy tưởng tượng một sứ mệnh hòa bình của giáo hoàng trong Thế chiến thứ hai tới Berlin, tham gia đối thoại với Rasbischoff của Deutsche Christen do Đức Quốc xã tài trợ. Làm thế nào lịch sử có thể đánh giá một sáng kiến như vậy? Cam kết của Đức Thánh Cha Francisco đối với việc kiến tạo hòa bình là đáng ngưỡng mộ và sứ mệnh của Ngài vẫn có thể thực hiện công việc nhân đạo quan trọng. Ví dụ, bằng cách đàm phán thả hàng trăm thường dân Ukraine bị quân xâm lược bắt làm con tin hoặc bằng cách dàn xếp việc trao trả trẻ em Ukraine bị quân đội Nga bắt cóc. Thật vậy, Vatican đã tuyên bố một số tiến bộ về điểm này. Nhưng chừng nào khái niệm kiến tạo hòa bình của cộng đồng Saint Egidio như một cuộc đối thoại giữa các bên đối xứng về mặt chính trị và đạo đức là khuôn khổ chiến lược của giáo hội để đối phó với chiến tranh, thì sứ mệnh của Đức Giáo Hoàng không thể đóng góp cho một nền hòa bình công bằng. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.